Chào bạn, bạn đang đọc những dòng chữ được biên tập trong đầu lúc đi trên đường khi mà về nhà và được viết đi viết lại rất nhiều lần mà chẳng hiểu vì sao. Có lẽ vì càng nhỏ thì càng to. Hoạt động văn vẻ vài năm, tôi và vô số thanh niên trong ngành công tăng đều học được một bài học, đó là keep it simple, đơn giản thôi. Cái khái niệm đơn giản đó thoạt đầu nghe có vẻ rất trừu tượng vì không phải cái đơn giản nào cũng sẽ được duyệt bởi khách hàng. Nhưng sau nhiều năm được tu luyện bởi những bàn tay rắn chắc khác nhau, ai cũng sẽ học được những cái mẹo khôn để lươn lẹo một chút trong khâu đơn giản hóa này. Thú thật là những cái đơn giản không bao giờ là đơn giản. Để trình bày một cái gì đó thì thật là dễ, nhưng để khiến bất cứ ai cũng có thể hiểu được, bạn cần phải đạt được một trình độ nhất định. Nhưng hôm nay tôi không muốn nói đến những thứ như là nghệ thuật làm màu hay là những mẹo nhỏ để thoát khỏi sự hỗn làm của khách hàng. Cái tôi muốn nhắc đến được sinh ra từ những ngày khó khăn, những ngày ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc. Nhìn vào cặp số đôi mươi, ai cũng ngán ngẩm. Ở rìa sáng của bầu trời, tôi có quen một người bạn, nhà làm nước rửa tay và đồ dùng y tế. Năm nay họ có đủ tiền để sống hết cả năm sau. Còn ở bên kia bầu trời, nơi ba tô đang chuẩn bị ập tới, là bố tôi. Làm công nhân dịch vụ, bố tôi phải ở nhà hưởng một nửa lương. Vợ của bố làm hàng ăn đầu ngõ, công tác này cũng bị dẹp luôn. Hai người cúi cút trong căn nhà nhỏ ở quê, cố gắng tằn tiện để giữ cho nhau. Còn tôi thì đang ở cách đó 2.000 cây số. Mới lập nghiệp, tôi không có gì trong tay ngoài đống kinh nghiệm nửa vời và một niềm tin mãnh liệt hơn các em sinh viên đang quay tay với bà cô mặc vest trên sân khấu. Ăn con dịch Covid và giãn cách xã hội, mọi thứ tôi có chỉ đủ để cầm chừng cho bản thân. Ấy là trường hợp dành cho người bình thường, còn với tôi kiểu thanh niên mẹ kiếp này thì... Không, ốm lần một, rồi ốm lần hai, rồi vào viện, rồi chậm lương. Thời gian này không phải đi làm, bố hay gọi Zalo hỏi thăm tình hình con trai lúc tầm 10 giờ tối. Ban đầu tôi cũng không ngại ngần chia sẻ tất cả với đại ca, nhưng càng về sau, khi mũi bắt đầu tịt và người bắt đầu gầy đi thì bố nhìn ra hết. Sau lần chậm lương thứ hai và phải nhận nửa lương như bao người khác, tôi bắt đầu gặp khó khăn với những dự tính của mình. Những ngày nghỉ vì ốm cộng dồn với việc chậm lương lần thứ ba dẫn tới tháng lương tiếp theo của chúng tôi còn thoi thóp hơn tháng trước. Bố hỏi, con ổn chứ? Không, thú thật là chẳng ai ổn cả ấy. Nhưng tôi không muốn bố phải lo nghĩ nhiều. Có thể đây là cái tôi trỗi dậy, hoặc có thể coi là tình cảm dành cho bố. Mặc dù vậy, tôi cũng không nghĩ mình nên giấu bố bất cứ điều gì cả. Sau vài lần nói chuyện, tôi đã phải vay bố một chút tiền để trang trải. Tôi biết là ai cũng đang khó khăn, nên số tiền tôi cần cũng không lớn, chỉ đủ để chi trả viện phí và những con số dôi ra khi cuối tháng gần tới. Còn ổn chứ? Câu hỏi đó như một bát cháo hành cực cay được ship thẳng từ trên núi về đồng bằng sông Cửu Long. Cay mũi và vô cùng tỉnh, mỗi thìa cháo vào miệng, tôi lại thấm hơn cái thứ được gọi là càng to càng nhỏ kia. Nhìn lại, tôi chưa bao giờ nói yêu bố. Không phải so sánh, nhưng con trai gần mẹ là chuyện thường tình. Chẳng hiểu sao, tuổi này tôi lại thấy mình cần thổ lộ với bố nhiều thế. Tôi có thể nói ra điều đó không? Một câu như là vô thưởng vô phạt ấy. Với người ngoài, tôi tuôn chữ yêu ra như sơn tùng vào 8 giờ tối ngày 5 tháng 7 năm 2020. Nhưng với gia đình, những người mang cùng dòng máu, tôi luôn thấy bứ họng mỗi khi muốn nói ra điều đó. Nói ra thì có sao nhỉ? Hay nói ra sẽ phạm vào điều gì? Sao lại không nói? Một thứ quá đơn giản là một câu nói thôi, nhưng sao lại to tát đến thế? Tại sao càng nhỏ nó lại càng to? Ít nhất mọi thứ đã về quỹ đạo ban đầu, lương về đúng ngày, nợ dần được trả hết và bệnh tật cũng đã qua. Tôi lên đường mỗi sáng đến với công ty với một bầu suy nghĩ về bố, về bản thân, về câu nói mà tôi vẫn giữ ở cuống họng mỗi khi nghĩ về bố. Ngoài lề chút là ở tuổi của tôi bây giờ, bố đã lấy mẹ, năm sau là sẽ đón chị tôi vào đời. Lúc đó hai bố mẹ chẳng có một cắc trong tay, bố phải đi cuộn dây đồng làm biên thế để có chút tiền đem về mua sữa, mà ngần ấy là không đủ, bố phải đi làm thêm xe ôm, thậm chí còn phải đi bốc vác để gánh cho cả nhà. Mẹ từ quê lên không có nghề, không xin được công việc ổn định, phải một tay bồng con, một tay lao lũng. Ấy vậy mà cũng trải qua được 4 năm ròng rã để rồi một ngày đông lạnh lẽo kéo tới, bố và mẹ cùng phụt tôi ra đời. Hai đứa con nhỏ, một túi lều tranh ở cuối đường Mai Động, bố phải đi vác thêm mình ga cho người ta, rồi mãi mới xin được vào biên chế để làm công nhân bán xăng dầu cho đến tận bây giờ. Ngày ấy, khoảng năm 2000, lương 1 triệu cũng là khá ổn, nhưng tôi bắt đầu đi học cấp 2 và chuẩn bị lên cấp 3. Bằng cách thần kỳ nào đó, bố vẫn tiếp tục thăm ngàn, rồi tiếp tục kiệm ngân,
Còn tôi tiếp tục ăn hại. Và rồi đến bây giờ, ngồi đây, luyên thuyên cái gì đó trên mạng. Bố mạnh thật, càng tỏ phết. Còn tôi thì vẫn chưa tiến hóa. Tôi vẫn chỉ là một con Krabby đang chuẩn bị cày cuốc để lên đủ level mà tiến hóa thành Kingler. Năm sau là phải tiến hóa rồi, mà có khi còn phải tiến hóa mạnh hơn để còn có sức nói ra cái điều mà đang ứ tận họng đến ngày hôm nay. Đúng là càng nhỏ thì càng to. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe cho chúng mình. Nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Samurai và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace!